phù hận hận nhìn dù cơ bố trăng sùng bố mẹ cơ bàn non trang dệt kim hụ bà bàn mướn tay muôn muôn hụ hạt ổ cằn xào tay bốc biểu khăn hụ mưa hay bày nà cằm xôn cằn ép xé du nắng hươn hàn bàn tay dệt khâu cằm cặp mi ba bình tộp mới ai mà giảm nòng kín lao khâu xiêu bò bàn khăn sang nòng chân sáng ban nương tay háo áo cân lê na chân sáng khăn lầy tọp hôm cân tọp con tàu mà lê dịp muôn quăng khắp hơ bao sao chúng cân lầy hà mà giảm ban mương tay bao mi sang ai ơi mi hoa chớ nong tha chớ ai cần mà nhà lưng bàn tay nhà lưng nong ai nỡ mà giam nong hầu khắp ính là ơi tay bao hế mi phù hạc gần nhìn dù cơ bú trắng sùng bó mẹ cơ bàn nong trang dệt kín hù bà bàn mướng tay muôn muôn hù hạc ẩu cằn xào tay bốc biểu khăn hô mưa hay bày nà cằm son cằm ép xé du nắng hơn hàn bàn tay dệt khâu cằm cặp mi ba bình tộp mời ai mà giảm nòng kín lâu khâu xiêu bò bàn khăn sang nòng chân sáng ban nương tay háo áo cân lê na chân sáng khăn lầy tọp hôm cân tạt con tàu mà lê dệt muôn quăng khắp hờ bao sao chúng cân lầy hà mà giảm ban mương tay bao mi sang ai ơi mi hoa chớ nong tha chớ ai cần mà nhà lưm bàn tay nhà lưm nong ai nỡ mà giam nong hầu khắp ính là ơi mà giam bàn mương tay bao mi sang ai ơi mi hoa chớ nong tha chớ ai cần mà nhà lưm bàn tay nhà lưng nong ai nỡ mà giam nong hầu khắp ính là ơi We'll be right back.
cúng và sang trọng lên rất là nhiều. Quý vị góp sức chung cho sự thành công trọn vẹn chương trình Đại Lễ Thành Hôn của đôi bạn trẻ. Và một lần nữa, những người làm chương trình xin được liên tục kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị quan khách đang phía ngoài khán phòng tình cưới. Hãy cùng vui lòng khẩn trương di chuyển trở về khán phòng, trở về với các bạn tiệc tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để chương trình Đại Lễ Thành Hôn của đôi bạn trẻ sẽ được diễn ra theo đúng thời gian quyết định và lịch trình thống nhất với hai bên gia đình, chỉ còn lại một chút ít thời gian nữa thôi sẽ cùng hiện diện trên lễ đài hạnh phúc để diện kiến toàn thể quý vị. Cảm tạ xin diện quý vị trở về với đại gia đình. Vậy quý vị, chúng ta đang ngồi cạnh bàn tiệc thuốc, tiệc nước, tiệc trà đang phía ngoài khán phòng, hãy cùng vui lòng khẩn trương di chuyển trở về với khán phòng. Trân trọng kính mời quý vị nào đến trước, chúng ta vui lòng ngồi về phía các bàn tiệc trước lễ đài hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Thứ nhất để đẹp cho đội hình, thứ hai nữa để tiện cho toàn thể quý vị đến sau cùng ngồi xích lại gần nhau để đong đầy thêm tình cảm trọn vẹn gửi tặng cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày nay. Xin được trân trọng kính mời và thân ái kính mời toàn thể quý vị. Chiêm sông mẹ em bom em bị đồng riêng việc cái lẩu ở trường của mía anh ấy là đà việc có biết chờ đợi bao giờ nhưng không khó ngăn chặn con phủ ta đạp hoa bao giềng quanh chụp lên tanh phén lìn hoa bao trùng là đà việc bảy chứng mài ở trường của mía cả sàn các cần đánh nước là giàu vừa và đồi cũng biết trẻ hâm nì trên em ngoài em phải hỏi có mẹ cửa cái hỏi lấy mẹ cửa mù hỏi có phú có già kim cầu xếp pì kho bừa nhất là mà xếp hà pì có nhất làm nhớ sùng rau làn phần nhinh xếp em pì phù chất bồn pì cầu làn phần trai xếp cầu pì có nhất làm bầy em kê bừa bà bàn tòi nên em tòi phúng được qua sông ơi đồi không biết trẻ hấp nì nhất lại bỏ cả nặng trước em bươn bươn xương cả nặng luôn tan có hê to bỏ cả nảy vườn cho cả chiến chủ phù cả nảy pì cho cả dệt báo cánh sầu khàn phền chủ điều có chẳng mi quang trầu khàn phền báo cây sào có chẳng mi quang hèn qua men chia hạt cắn tàu phồng lành chim banh cắn bẩu phồng lón chân lẩy quang báo con sào để cho bắt tô hà bò hà mè hà phú hà già hà tà hà nay bắt bên đi song phái phú già tà nay có chẳng hà lẩy mười lì bếp chăn mười sẵn bếp chép mười lẹt chém ngang trong mắt bồng là phát khẩu bày chứng bài hở đồi phố mía thành long cao cánh ngọc hà hô cắt sàn cao cắn đánh ngân là giàu khai đi khó chơi lý điều sức khỏe lẩy sò chia quan đồi quê trẻ cái sào phái tây ngân lẩy sào cáo sào mơi phủ bên phú bên già phủ bên tà bên nay phủ bên này bên em phủ bên chính quyền lê bản các phủ bản giữa hải phương phần nhĩ ngao có chằn chiếc thuồng bó cay và chay có chằn chiếc thuồng bó toang làng mà tổng cả thái lâm nữa xử lý vì hậu kiểm có cho một ở tây ân hậu chiến chưa cần khẩu mã của ân lòng chúc mừng hạnh phúc rồi mới trẻ sòng phái tây ân họ lệ muộn tòi lác áo trà co sức khỏe có lệ sòng cáo sòng mơi sông bò mẹ bị đồng.
thân hoan đồng nghiệp chào đón toàn thể quý vị quan khách đang hiện diện tại khán phòng tình cưới ngay lúc này để chúc mừng và chúc phúc cho đôi bạn trẻ sẽ được đỡ lời cho chú rể và cô dâu cùng với hai bên gia đình. Được gửi tới toàn thể quý vị chúng ta lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Ngay lúc này xin mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng tầm mắt mình về phía trung tâm khán phòng tình cưới, dành một tràng tay thật lớn để chào đón hai gương mặt rạng người nhất, chú rể Thành Long và cô dâu Ngọc Hà. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ thân mến, hiện diện trên lễ đài hạnh phúc là hai gương mặt rạng ngời nhất trong một cưới năm nay, chú rể Thành Long và cô dâu Ngọc Hà. Xin phép được cúi chào và ra mắt với toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ thân mến, tình yêu và niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ sẽ luôn được trọn vẹn và đông đầy thêm nhờ sự chung tay vun đắp mái ấm hạnh phúc đến từ đại gia đình. Nhân ngày vui đại lễ của đôi bạn trẻ để diện kiến với toàn thể quý vị quan khách cũng như chung vui với hai con, hai cháu yêu quý của mình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu các vị đại diện của gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái sẽ cùng chung bước trở về lễ đài hạnh phúc để diện kiến với toàn thể quý vị quan khách. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, có lẽ thân mến, đã hiện diện đông đủ trên lễ đài hạnh phúc, đó chính là một đại gia đình hạnh phúc nhất trong một cưới năm nay, đúng không ạ? Hai vị đại diện của gia đình họ nhà trai cùng với thân sinh và đại diện của gia đình họ nhà gái và cùng với hai gương mặt rạng ngời nhất, đó chính là chú rể Thành Long và cô dâu Ngọc Hà. Ngay lúc này xin mời đại gia đình chúng ta hãy dành một cái cúi chào thật sâu để cảm tạ sự diện toàn thể quý vị. Xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, con hãy thân mến, yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong mỗi cuộc đời của con người chúng ta, đúng không ạ? Và cũng chính vì tình yêu đã đưa đôi bạn trẻ chúng ta ở cách xa nhau đến nửa vòng trái đất đã cùng trở về với nhau, tìm đến với bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu của riêng mình. Cô gái xinh đẹp Ngọc Hà đến từ quê hương yêu dấu Điện Biên đã vâng không quản ngày những chút tình cảm của đôi bạn trẻ đã cùng nắm chặt bàn tay nhau để cùng treo lái con thuyền hạnh phúc với chú rể Thành Long đã trở về với đại gia đình. Và trong ngày hôm nay, niềm vui, niềm hạnh phúc hân hoan được chào đón với toàn thể quý vị quan khách. Và đôi bạn trẻ chúng ta trải qua những năm tháng hẹn hò và quen biết lẫn nhau, và rồi hai bạn đã nhận ra một điều rằng ngay từ lúc sinh ra là chúng ta để dành cho nhau. Và rồi hai bạn đã nắm chặt tay nhau để cùng nhau quyết định đến với hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Bởi lẽ hoa đến mùa thì hoa phải nở, đò chặt người đò phải sang sông, đến duyên thì em phải lấy chồng, bởi ông tơ bà nguyệt đã xe dây. Đôi bạn trẻ được kết duyên tơ hồng, lễ cưới nên vợ thành chồng nay đã thành hiện thực. Và để rồi niềm vui, niềm hạnh phúc đã đến với đôi bạn trẻ đúng vào ngày 22 tháng 11 năm 2024, tức ngày 22 tháng 10 năm Giáp Thìn, tại gia đình họ nhà trai bản Nam xã Triềng Trung. Chúng ta đang long trọng tổ chức chương trình đại lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ Thành Long và Ngọc Hà, cùng với sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị. Đặc biệt hơn nữa, hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình, sự chứng kiến của cơ quan chính quyền địa phương, sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách, xin phép được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của Thành Long và Ngọc Hà chính thức được bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, con hãy thân mến, tình yêu và niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ kể từ nay đã trở thành vợ chồng. Xin cầu chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc và mãi mãi bên nhau. Và cũng xin được cầu chúc cho hai bên gia đình từ nay đã có được sâu hiền dễ thảo. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt của toàn thể quý vị. Sự hiện diện của quý vị là tình cảm tuyệt vời nhất đã dành tặng cho đôi bạn trẻ cùng với đại gia đình trong trường ngày hôm nay. Và để cảm tạ xin diện toàn thể quý vị, hôm nay Thanh Đồng rất vui và vinh dự được sự ủy quyền của hai bên gia đình có đôi lời phát biểu. Chắc là chiêng sung mãi em phòng em phi nồng mình đi xúc khỏi rất đồng môn lại sự ủy quyền thao sóng phái phú gia tà này đi quan cảm ơn xúc và mẹ phi nồng rành quan sáng ở đồi huyết trẻ hâu xương đồi huyết trẻ hâu mình đi nhắc lại ải em xỉnh mi o trắng liền sùng trùng nhớ nhớ tiên lung sùng thiết bà nhớ tiên hòa phò mẹ phi nồng cả trắng phải xài ma quà mặc mèn quén pháp cằn hoặc khai đi cả trắng khán bên nào phùa hồ mía có bị sẵn gần xưa trôm hở đồi huyết trẻ lên xuyến nà lên pháp mặn hạc cằn văn văn đơi đơi cả sò cá bờn xúc và mẹ phi nồng hao giữ lại na lung tà giữ lại bàn các phụng bản giữ đại phương, bảo quản thái năm nữa xử lý, biểu kiểm có cho một hở tươn.
จมาสู้ปอแม่พี่น้องเฮาฝากข่าวหันคันใหม่เสร็จกินฟ้าใต้เมื่อนาใครกันมาผีเดียวเชื่อกันกินข้าวหายเหล่าเชนเจ็บทุกคนตัวหากันเชื่อกันอีกมวนเตือนกันเด้อซุปเปอร์แมนพี่น้องเด้อว่าเมื่อส่วนในนี้โดยเลยฟัดเบี้ยวกี่คำติ๊กยามเตยตอนเด็กกูมีควานแขกบดละเนื้อกูเบียดน้อยเสียอื่นไทยเลยเจ้าชูเซ่โคโซกูบายเบสริงซีเดอร์กามตาซีเซียนกูตอนเด็กกุ้ยเฟ่ว่าไงลูกนายสมัยกูมีกูเทียบตุ่งเหลืองตะมัดตุ่งเล่นเฟียเลดายฟุบเด็กกูจุดเกณฑ์ยังกุ้งเบิกตีเงียวเลยเนื้อกระดูกบาดเจ็บซีเมย์โคโซชูเซ่ให้เบิกเล่นเชนไฮเบิกจะจำเก็บเลยซีเมย์ให้บานให้กุ้ยบานไหลไปเงียวเด้อเขาอะVâng, kính thưa quý vị, có lẽ tâm mến tình yêu của hai bạn vâng đã được trọn vẹn và đong đầy thêm đúng không ạ? Và ngay lúc này để minh chứng cho tình yêu của hai bạn đó chính là hình ảnh cảm nhận hợp hôn. Xin mời hai bạn hãy trao cho nhau cảm nhận yêu thương của mình. Chân trọng kính mời. Vì yêu em, ngày mai anh sẽ vững bước trên con đường dài. Em có mẹ, mùa đông những ngọn đèn vàng. Quay ảnh cảm nhận hợp hôn một lần nữa xin gửi chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc và mãi mãi bên nhau. Và kính thưa cô dâu chú rể thân mến, tình yêu niềm hạnh phúc sẽ luôn được trọn vẹn và đong đầy thêm nữa nhờ sự chung tay vun đắp mái ấm gia đình đến từ các chương trình phụng mẫu của mình, đến từ đài gia đình. Và nhân ngày vui đại lễ hai con yêu quý của mình thì thân sinh của cô dâu có một món quà gửi tặng hai con yêu quý của mình. Xin trân trọng kính mời ông trao món quà tuyệt vời nhất của mình tới hai con của mình ạ. Mừng công cha thuộc như núi Thái Sơn, nhớ mẹ thuộc như nước người người biển Đông. Một chút quà mòn tấm lòng son, cha mẹ tặng hai đứa là để nuôi con sau này. Một món quà hết sức ý nghĩa và tuyệt vời của những người làm cha làm mẹ luôn dành cho những người con yêu quý của mình. Cầu chúc cho những người con của mình sẽ luôn hạnh phúc, nắm chặt bàn tay nhau để cùng nhau chèo lái con thuyền của mình để được suốt đời thủy chung bên nhau. Xin cảm ơn món quà tuyệt vời đến từ thân sinh của cô dâu. Và niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ sẽ được trọn vẹn nhờ những tình cảm tuyệt vời đến từ đài gia đình. Nhân ngày vui đại lễ của đôi bạn trẻ, gia đình anh chị Xuất Lý, gia đình anh chị Lương Sơn và gia đình ông bà Phun Quyết, gia đình ông bà Hương Quý, gia đình ông bà Vĩnh Thiêm, gia đình ông bà Đăng Cẩm và bạn Tiên có một món quà tuyệt vời gửi tặng tới đôi bạn trẻ trong trường ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời những món quà tuyệt vời của đại gia đình sẽ trở về lễ đài hạnh phúc của đôi bạn trẻ, gửi những tình cảm tuyệt vời nhất tới chú rể và cô dâu để cầu chúc cho hai bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Xin trân trọng kính mời những món quà tuyệt vời của đại gia đình ạ. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời gia đình anh chị Xuất Lý, anh chị Lương Sơn và gia đình ông bà Môn Quyết, gia đình ông bà Hương Quý, gia đình ông bà Vĩnh Thiêm, gia đình ông bà Đăng Cầm và bà Tiên sẽ cùng trở về lấy đài phúc chào món quà tuyệt vời nhất của mình. Xin trân trọng kính mời đại gia đình. Trở về với lễ đài phúc của đôi bạn trẻ, những tình cảm thật tuyệt vời, những bó hoa polymer hết sức là tươi thắm và để dành tặng cho đôi bạn trẻ trong ngày vui của mình. Những tình yêu và niềm hạnh phúc sẽ luôn được trọn vẹn và đong đầy thêm. Những tình cảm thật đầm ấm và ngọt ngào đến từ đài gia đình dành tặng cho đôi bạn trẻ. Vâng, xin được thay lời cho cô dâu chú rể cảm tạ những tấm lòng, những tình cảm tuyệt vời, những món quà hết sức ý nghĩa đến từ đài gia đình để cầu chúc cho hai bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. We'll be right back.
Xin chân thành cảm ơn món quà tuyệt vời đến từ đại gia đình dành tặng cho đôi bạn trẻ trong ngày vui hôm nay. Vâng, kính thưa cô dâu, chú rể thân mến, tình yêu sẽ luôn được trọn vẹn và đong đầy thêm đúng không ạ? Nhưng tình yêu của hai bạn sẽ luôn được minh chứng bởi những nghi thức rất long trọng nữa. Ngay lúc này xin mời chú rể cô dâu tay trong tay bước đến bên tầng tháp đi để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống của mình. Xin chân thành kính mời hai bạn trở về với bên tầng tháp đi để cùng nhau rót cho đầy những ly rượu hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Mời chú rể ạ, nhấc chai rượu đầu tiên của mình lên ạ. Vâng, chú rể khui nắp chai đây ạ, mở nắp chai ra. Vâng, cầm chắc chai rượu bằng hai tay, sóc thật mạnh hết cỡ lên ạ. Dùng ngón tay cái bật nắp chai để tung nắp giảm cho ngày hôm nay. Xin mời 3, 2, 1. Vâng, xin chúc mừng hai bạn. Xin hai bạn chúng ta rót cho đầy ly rượu hạnh phúc. Cùng rót tràn đầy ly rượu của mình ạ, quý vị ơi, để cùng chuẩn bị nâng ly mừng hạnh phúc với gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị ạ, rót ly rượu của chúng ta đây ạ, quý vị ơi. Vâng, xin mời bạn chúng ta rót xuống những ly rượu thật nồng ấm ở phía dưới và để cảm ơn công sinh thành dưỡng dục những ngày làm cha làm mẹ đã có công sinh thành dưỡng dục nuôi dưỡng hai bạn khôn lớn thành người để dưới đây hai con đã đến với bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu của riêng mình. Và cũng như cảm tạ xin diện của toàn thể quý vị trở về với đại gia đình. Nhân ngày vui đại lễ của mình, xin mời hai bạn hãy dâng lên cha mẹ mình những chén rượu hiếu, rượu tình, rượu nghĩa, rượu chung. Chú rể sẽ dâng lên phía bố vợ và vị đại diện của gia đình hoàng nhà gái. Và cô dâu sẽ dâng lên phía hai vị đại diện của gia đình hoàng nhà trai. Mời hai cô dâu chú rể cầm lấy rượu mình lên và trở về vị trí của mình ngay bên cạnh cha mẹ yêu quý của mình ạ. Và nắm tay nhau thì phải thật chặt, giữ tay nhau ta phải thật lâu, không hứa với nhau một câu chúng ta sẽ cùng đi đến hết cả cuộc đời này. Ngay lúc này xin mời cô dâu chú rể quay mặt lại với nhau, dâng ly rượu mình lên và ngoắc tay lại với nhau, cùng uống với nhau một ly rượu giao bồi để được suốt đời thủy chung bên nhau. Xin mời. Cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều. Xin mời cô dâu chú rể hai bên gia đình dâng cao ly rượu lên ạ, dâng cao ly rượu lên ạ. Xin mời toàn thể quý vị quan khách dâng cao ly rượu lên được không ạ? Quý vị dâng cao ly rượu lên được không quý vị ơi? Vui lòng trong 10 giây dâng ly rượu một đến giây được không ạ? Xin mời ạ. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 0. Hai bà chúc mừng hạnh phúc. Những ảnh đẹp toàn thể quý vị đang được phát sóng trực tiếp tại kênh YouTube Nét Đẹp Vùng Cao. Xin mời toàn thể quý vị ạ, dâng ly rượu và vui lòng đứng dậy được không ạ? Tiếng của anh áp vào đây. Dâng ly rượu được không quý vị ơi? Đứng dậy ạ. Tiếng của anh áp vào nghe rõ chưa? Chưa. Vâng, nhờ ba tổ chức di chuyển giúp một bộ âm thanh xuống phía cuối ạ. Quý vị ơi, bên trên này đang hơi nhỏ, cô lớn lên ạ. Đông người thế này đồng thanh lên ạ, lớn lên ạ. Cả nhà mình ơi, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Xin mời toàn thể chú rể hai bên gia đình xung vầy lại với nhau. Xin mời toàn thể quý vị quan khách cùng cảm đi mừng hạnh phúc với gia đình tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Để từ đây hai bên gia đình đã là một, cầu chúc cho hai bên gia đình sẽ ngày càng keo sơn gắn bó và thắt chặt hơn. Xin cảm ơn cô dâu chú rể hai bên gia đình rất nhiều cùng lên lễ đài phúc diện kiến toàn thể quý vị quan khách. Ngay lúc này mời đại gia đình chúng ta trở về từ bàn tiệc cùng ly với toàn thể quý vị và đón nhận những lời chúc phúc đẹp nhất và cảm tạ sự diện quý vị. Trân trọng kính mời.
We'll be right back.